Vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội là do chập bạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga chạy xăng. Thế nhưng hàng loạt các chung cư cao tầng, nhà trọ cho thuê trên địa bàn của thành phố vẫn cấm sạc xe điện dưới hầm để đảm bảo an toàn cháy nổ. Điều này cũng khiến các cư dân sống tại đây phải đau đầu tìm cách xoay sở. Gần một tuần nay, sinh viên này phải đi bộ đến trường mặc dù có xe đạp điện. Lý do không phải vì xe hỏng mà là vì chủ nhà ra quy định cấm sạc xe điện trong nhà trọ vì lo cháy nổ nên chiếc xe máy điện có cũng như không. Chủ nhà yêu cầu là không sạc xe đạp điện qua đêm bởi vì là hiện tại ở nhà là không có người quản lý. Việc sạc xe qua đêm này nó gây ảnh hưởng ít nhiều đến cái nguy cơ mà xảy ra cháy nổ ở trong nhà. Và đa phần thì ban ngày là tôi đều đi học, đi làm bằng xe đạp điện. Vì vậy nên là chỉ có thời gian đêm là thời gian mà thuận tiện nhất để tôi sạc xe mà lại không được sạc. Tôi cảm thấy như thế rất là bất tiện bởi vì mình đang có phương tiện di chuyển cá nhân mà tự nhiên lại phải chuyển sang là đi bộ hoặc là chuyển sang đi các phương tiện công cộng. Còn tại khu chung cư mini này, khu vực dành cho xe đạp điện nhưng ổ điện để sạc lại bị bịt kín. Giải pháp trước mắt mà chủ nhà tại đây đưa ra là chuyển số xe điện và xe máy ra một bãi gửi riêng. Tuy nhiên điều này cũng gây nhiều bất tiện cho những người thuê nhà tại đây. Trước đây thì xe máy để trong tòa miễn phí và xe điện thì đóng thêm 60.000 tiền điện. Nhưng mà từ đây, từ khi mà chuyển sang cái bãi ngoài kia thì bọn em phải trả chi phí là 250.000 cho một xe. Cái điều đấy nó cũng tác động đến kinh tế của sinh viên. Chủ nhà cũng có đưa thêm một phương án nữa là nếu mà bọn em không đồng ý thì chủ nhà sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng trong vòng 30 ngày. Dù cùng chung mục đích là bảo đảm an toàn cho các hộ cho thuê, tuy nhiên cũng có những cơ sở linh động trong việc áp dụng các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Khách hàng sạc xe dưới tầng 1 là phải cách xa xe máy ra và phải trông được cái thời gian mà pin đầy, không được cắm qua đêm pin chai thì phải đi sửa chữa bảo hành thay thế. Đấy là cái trách nhiệm và cái cam kết của bắt viết cam kết của những người dùng xe điện chứ không thể không cho người ta thuê được vì nó liên quan đến kinh tế của người ta nữa. Trên thực tế, nếu nhiều xe sạc điện vào cùng một thời điểm mà nguồn điện không ổn định dễ dẫn đến chập cháy. Theo các chuyên gia, pin xe điện không dễ cháy nổ mà phần lớn sự cố đến từ dòng điện khi sạc xe bị quá tải gây chập cháy. Thông thường ấy là những cái đám cháy này từ pin lithium thì nó có thể kéo dài hơn rất nhiều so với những cái đám cháy thông thường khác. Ví dụ như là so với xe máy sử dụng động cơ đốt trong. Vì vậy thì đây cũng là một yếu tố mà người dân trước mắt phải hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 200.000 xe máy, xe đạp điện cùng hàng nghìn ô tô điện đang hoạt động và xu hướng sử dụng phương tiện sẽ tăng trong thời gian tới. Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng kỹ thuật các xe điện, các cơ quan quản lý không nên cấp đăng ký và không cho lưu thông những loại xe điện không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, cần phổ biến, tập huấn cho chủ phương tiện, nhân viên bảo vệ tòa nhà, nắm vững thông tin cơ bản về nguyên tắc an toàn đối với xe điện và kỹ năng ứng phó để hạn chế hiểm họa xảy ra trong quá trình sử dụng xe điện.